Sopoka đồng hành cùng chuyện tổng hợp. Ổ cắm đa năng cần mọi ngóc ngách, combo hai đầu nối chỉ 65k. Giảm thêm 10k chỉ còn 55k dành riêng cho viewer của chuyện tổng hợp. Sẵn mã dưới comment ngay, số lượng giới hạn. Sopoka thật đáng đồng tiền. Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh chuyện tổng hợp. Trong chapter 1088 trước đó, chúng ta đã thấy cách mà Gap truyền bá tư tưởng của mình cho các hải quân trẻ. Ông hướng họ tới việc bảo vệ tương lai của con người, mặc kệ mớ đạo lý giáo điều trong xã hội. Đó là bài học đầu tiên và cũng là cuối cùng dành cho Kobe, người đã dũng cảm dùng bản thân mình đổi lấy tự do cho 800 binh sĩ hải quân khác, chấp nhận trở thành con tin của Jordan rồi dẫn tới sự việc ngày hôm nay. Tại đảo Hachinosu, nhóm Tashigi đang tuyệt vọng trước cánh tay khổng lồ của Alfonso Pizarro. Họ đã chuẩn bị tinh thần cùng người dân bỏ tàu nhảy xuống biển. Trước tình hình đó, Gap quyết định sẽ tự mình tạo ra cơ hội cho các học trò chạy thoát. Ông giao cho Kobe nhiệm vụ phá hủy cánh tay đảo. Prince Cross sẽ ngăn không cho những mảnh vỡ trút xuống tàu, còn Hemepo phải bảo vệ hai người kia bằng mọi giá. Ngay sau đó, cả bốn chia nhau ra hành động. Gap tiếp tục đấm cư gian cắm đầu xuống đất lần nữa, rồi ông đạp liên tiếp vào các tòa nhà để bay đến chỗ cái đầu lâu giữa đảo. Gap tung cú đấm phân tách thiên hà khiến Pizarro vỡ đầu. Hắn choáng váng nên tạm thời chưa thể ra tay với chiến hạm của Gap. Đó là cơ hội duy nhất dành cho Kobe. Không để thầy mình thất vọng, ông vận công tung ra chiêu thức Honesty Impact, phá hủy hoàn toàn cánh tay đảo và còn làm cho bản thể của Pizarro gãy tay trong sự kinh ngạc của tất cả những người chứng kiến. Chỉ riêng Gap là không bất ngờ, bởi ông biết rõ thực lực của Kobe hơn ai hết, do Kobe hay tự ti về bản thân và luôn cho rằng mình yếu đuối mà thôi. Chính sự nhút nhát khiêm tốn đó đã thôi thúc cậu nỗ lực hơn mỗi ngày, thậm chí gấp 200 lần các hải quân khác. Sau giờ luyện tập trên thao trường với Gap, đêm nào Kobe cũng lén tập đấm bao chiến hạm đến mức hai tay đầy máu. Vì vậy thành quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng. Kobe đã cứu được mọi người. Đáng tiếc cậu lại không thể cứu thầy. Gap đã bị cơ gian đánh bại và đóng băng trên đảo Hachinosu. Trước khi mất ý thức, ông đã ra lệnh cho họ tăng tốc chạy khỏi đảo hải tặc vì họ đều là tương lai của hải quân. Vậy là cuộc đời huy hoàng của anh hùng huyền thoại Paradox Mankiddy Gap đã khép lại cùng trận chiến ở Hachinosu. Chúng ta sẽ được quay trở về đảo Egghead để đến với một cuộc chiến khác, hứa hẹn còn khốc liệt và kịch tính hơn. Chapter 1089 có tiêu đề là sự kiện bao vây, nhằm ám chỉ cuộc vây hãm hòn đảo tương lai của hạm đội 100 tàu chiến do Ngũ Lão Tinh và Paradox Kizaru lãnh đạo. Cuối chương 1088, ta thấy tàu của hải quân đã áp sát đảo Egghead và đúng như dự đoán của mình, trước khi tấn công thì họ sẽ lên kế hoạch bao vây, chặn mọi ngả đường thoát thân của băng mũ rơm của Vega Pang. Cho nên Licker mới nói đừng kỳ vọng quá nhiều ở chap mới hôm nay, nó chưa thể cháy bằng chapter 1088 được. Việc lập kế hoạch tác chiến khá là mất thời gian và cũng hơi nhàm chán. Chính vì thế Oda sẽ lồng ghép thêm một số tình tiết hấp dẫn khác, tránh để cả chương truyện biến thành cuộc họp bàn chiến thuật. Vậy chapter 1089 có gì hot đây? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong video soi chap ngày hôm nay nhé! Đầu tiên là Luffy, sau sự cố phát ngôn ở video trước, ta thấy tân tử hoàng khóc lóc khi livestream bằng Denenmushi cùng Nami, chắc bị Nami đánh. Ngay lập tức hình ảnh tử hoàng mũ rơm đi từ thiện và lễ chùa trên đảo Egghead được đăng trên báo. À chết, mình lại ăn nói hơi xả đơn rồi. Vẫn là hình về tờ báo nhưng không liên quan tới tân tứ hoàng. Thay vào đó, chúng ta sẽ được thấy phản ứng của thế giới sau khi biết tin tức Paradox Gap mất tích ở đảo hải tặc Hachinosu. Video trước mình nhận định chật lất, hóa ra thứ mà Ray Đông ám chỉ là tin tức về vụ mất tích của Gap chứ không phải là cuộc tấn công vào hang ổ băng hải tặc Zoden. Trong cùng một ngày mà tay liều báo này đã hóng hớt được tin, Morgan's 28 quả nhiên là có bản lĩnh. Vậy thì anh em chờ đợi phản ứng của ai nhất đây? Đương nhiên là Luffy rồi. Có điều 100 tàu đang bao vây Egghead, chưa chắc báo đã được đưa tới đây mà phải chờ đến khi biến cố kết thúc. Chắc Oda không muốn làm Luffy phân tâm đâu. Do đó, người mình quan tâm nhất đương nhiên là thủ lĩnh quân cách mạng Mankiddy Dragon. Liệu rằng ông sẽ vì đại nghĩa mà bỏ mặc người thân hay hành động theo cảm tính đây? Kế đến là phía hải quân, Gap là biểu tượng của tổ chức này, để xem thủy sư đô đốc Akainu sẽ nói gì. Đương nhiên không thể thiếu hai người bạn già Sengoku và Tetsuru rồi. Ngoài ra, các thế lực khác chắc chắn cũng quan tâm tới sự kiện này, có thể kể ra như Cross Guild, tổ chức truy nã hải quân, hay băng tóc đỏ, kẻ thù không đội trời chung với băng dâu đen. Chính quyền thế giới cũng sẽ không đứng ngoài cuộc, vấn đề là Thánh Saturn đã lên đường giải quyết chuyện ở đảo Egghead, nên mình nghĩ Ngũ Lão Tinh không muốn gây ra chiến tranh với hai tứ hoàng trên hai mặt trận đâu. Cuối cùng là những người thân của Gap ở quê nhà Fusa, vua bóng tối Rayleigh cùng một vài kẻ máu mặt khác, càng không thể bỏ qua phản ứng của nhân dân, những người luôn được Gap bảo vệ và vô cùng kính trọng ông. Hạ được Gap là một chiến công cực kỳ lớn đối với Tít, vị thế của băng dâu đen sẽ được nâng lên một tầm cao mới và hắn cũng có trong tay lá bài giá trị hơn cả Kobe để ép chính phủ thế giới ngồi vào bàn đàm phán. Bên cạnh đó, tin tức về nhiều thảm họa xảy ra ở khắp nơi trên thế giới cũng được đề cập trên tờ báo số ra cùng ngày. Có khả năng các quốc gia nổi dậy đi theo quân cách mạng đã gặp biến cố lớn, bởi các thánh hiệp sĩ mà ra tay thì những kẻ nổi loạn khó mà được lành lặn. Trong số đó, nổi bật nhất phải kể đến Lulusia, nơi công khai chống đối một cách mạnh mẽ nhất, người dân đã bắt giam vua Seki và công chúa Komane ngay khi họ trở về từ hội nghị Lepeli.
Đúng lúc IM đang muốn thử sức cổ vũ khí mới do VKBank chế tạo có tên gọi là Mother Flame. Nơi này nằm gần thánh địa nhất nên nó bị biến thành chuột bạch. 16 luồng ánh sáng thần thánh đã giáng xuống hòn đảo khiến nó biến mất. Suýt chút nữa Sabo cũng bỏ mạng tại đây. Sau khi vương quốc Lolusia bị hủy diệt bởi vũ khí Mother Flame, vị trí của nó đã để lại một cái lỗ khổng lồ trên biển. Mực nước biển xung quanh nó cũng dâng lên tương tự như hòn đảo tư pháp Enes Lobby. Theo lẽ thường, khi bắn nát một hòn đảo, thậm chí khiến nó bị xóa sổ, thì ngay lập tức nước biển sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Nhưng đằng này, vị trí của vương quốc Lolusia lại biến thành một cái hố giữa đại dương, nước biển trút xuống dưới tạo thành thác nước. Điều đó chứng tỏ sức hủy diệt của Mother Flame quá kinh khủng. Đòn tấn công của nó tạo ra một lỗ sâu không thấy đáy tận vào lõi địa cầu, cho nên nước biển đổ mãi không đầy miệng hố và trông giống như thác nước. Có thể nói, VKBank đã tạo ra một thứ mạnh tương đương với vũ khí cổ đại. Chuyển cảnh tới đảo Ekhet. Hiện tại thì Thánh Saturn, Dodok Kizaru và rất nhiều Phó Dodok khác đã đổ bộ lên đảo tương lai Ekhet. Hải quân rất đông, có thêm cả Cypherpole nên không thể ước chừng quân số là bao nhiêu. Nhưng đây không phải là một cuộc Burstoco. Có lẽ do chiến thần bảo hộ khoa học Zagasa Saturn quyết định, ông ta tiếc những phát minh trên đảo, sợ nã pháo bừa bãi sẽ làm hỏng hết mọi thứ, cho nên hải quân quyết định đổ bộ để đánh nhau trên đảo thay vì hải chiến. Lúc này họ đang bàn bạc xem nên triển khai kế hoạch tác chiến như thế nào để chặn đứng mọi ngả đường trốn thoát của Ekhet, nghĩa là hải quân sẽ siết chặt vòng vây trên bộ với mục tiêu là tầng thí nghiệm. Hiện tại tất cả vẫn bị vòm cực giam giữ, chia cắt Ekhet thành hai phần, bên dưới chắc chắn sẽ bị hải quân kiểm soát dễ dàng, việc còn lại là bao vây Laface. Dường như Sentomaru đã xông ra đối đầu với phe hải quân bởi có một đoạn hồi tưởng ngắn liên quan tới VKBank, Sentomaru và Kizaru. Trong SBS, Oda từng tiết lộ Sentomaru và Kizaru không có quan hệ họ hàng, nhưng thanh niên kia rất kính trọng đô đốc khỉ vàng nên luôn gọi Kizaru là ông chú, thay vì xưng hô như với cấp trên. Sentomaru là người trung thành, có tình có nghĩa, sẵn sàng phản lại hải quân để báo đáp ơn tình của VKBank. Nếu anh ta tôn trọng Kizaru như vậy thì con người của Pusalino hẳn phải là rất thú vị. Oda nói công lý của Kizaru là công lý mơ hồ, bản thân ông ta cũng không rõ ràng về mục tiêu của mình cho lắm. Arc Ekhet có thể sẽ cho chúng ta thấy nhiều hơn về quá khứ lẫn con người của Kizaru. Cuối chương ta thấy băng 06 Jock gọi điện cho Ngũ Lão Tinh nói rằng mau cứu ta của Luffy. Té ra cái hình mà Raydon áp một cô gái bị kề kiếm vào cổ ấy ám chỉ Jock. Không phải tiểu Mihawk tấn công ai trong băng mũ rơm mà là đồ đệ của Mihawk. Zoro hiện đang không chiến Jock và họ đã giải cứu được tiến sĩ VKBank. Pha lật kèo này nhanh đến không ngờ luôn. Trong trang đối cuối cùng, toàn bộ băng mũ rơm cũng xuất hiện trở lại để tiếp quản nội dung chuyện kể từ giờ phút này trở đi. Chúng ta vẫn chờ đợi những Luffy, Zoro, Sanji bán hành cho đội Seraphim, cơ mà Oda vội lắm rồi. Với việc toàn bộ băng mũ rơm xuất hiện cùng nhau, nghĩa là bao gồm cả Usopp và Franky thì họ đã được giải trừ năng lực hóa đá, cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ Seraphim bị vô hiệu hóa và bắt sống Jock. Theo mình, cuộc chiến này diễn ra song hành cùng đảo Hachinosu. Oda chuyển cảnh liên tục nên Thánh không muốn mất thời gian với tiểu tiết nữa. Nếu sau chục chapter quay trở lại mà tình hình đảo Ekhet vẫn vậy thì sẽ phá hỏng hết mốc thời gian và giảm giá trị của băng tứ hoàng mũ rơm. Theo mình, ta chẳng cần xem họ đánh nhau với Seraphim làm gì cho mất thời gian, kẻ thù tới đây còn lợi hại hơn nhiều. Oda break luôn vụ xử lý Seraphim và cứu VKBank cũng được. Thêm một thông tin nữa, đó là tuần sau chuyện nghỉ tiếp do ảnh hưởng của lễ Obon bên Nhật Bản. Việt Nam mình gọi là lễ O buồn, vì cứ break liên tục thế này thì content đâu ra mà làm video. Thôi thì anh em cứ ủng hộ bằng cách bấm like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.